quan cái con đường lúa gạo, thì cảm giác đầu tiên đó là con đường này nghĩa là đầu tư rất là lớn, rất là đẹp, gợi lại những ký ức nghĩa là xa xưa của ông cha ta nghề trồng lúa nước, để cho thế hệ sau này biết là cái nghề trồng lúa nước của dân tộc. Vườn cây có những cái chi tiết cái nó làm cho mình nhớ cái hồi xưa, như xưa duy nhất là cái giã gạo á, như mấy đứa trẻ thời trẻ giờ là nó không biết cái đó.